Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên cùng đoàn công tác của tỉnh thăm động viên một số dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đoàn công tác đến thăm động viên cán bộ người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Regina Miracle International Hưng Yên trong khu công nghiệp dệt may Phố Núi B, thị xã Mỹ Hảo, công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát trong khu công nghiệp Phố Núi A và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Tân Thành ở huyện Văn Lâm. Sau khi nghe đại diện các doanh nghiệp báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như việc chăm lo đời sống cho người lao động và đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước. Đồng chí chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp do đơn hàng bị cắt giảm, nguồn lao động không ổn định. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giải đáp, tháo gỡ những kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp về nguồn điện sản xuất, việc tăng công suất xử lý nước thải trong khu công nghiệp, giải pháp để thu hút lao động. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị các doanh nghiệp nỗ lực khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, chú trọng thực hiện tốt các tiêu chí bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, cũng như đẩy mạnh đầu tư dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại, chuyển đổi các phương thức sản xuất cho hiệu quả cao hơn, quan tâm chăm lo đời sống người lao động, tiếp tục đồng hành với tỉnh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Chuyến thăm động viên các dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh của đồng chí Bí thư tỉnh ủy cùng đoàn công tác sẽ được thông tin chi tiết trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem.